Thưa quý vị và các bạn, súng máy, còn gọi là súng liên thanh, là một loại hỏa khí tự động có khả năng bắn thành loạt dài. Năng lượng để vận hành súng máy lấy từ lực giật của đạn hoặc là khí thuốc sản sinh ra sau mỗi phát bắn. Do bắn liên tục nên nòng súng được làm mát bằng nước hoặc không khí. Đạn thì được tiếp từ băng bằng kim loại, vải hoặc là hộp tiếp đạn. Súng máy được dùng để tiêu diệt hoặc chế áp các mục tiêu trên đất, trên không, trên biển, có cự ly dưới 2.000 mét. Từ thế kỷ thứ 16 thì đã xuất hiện những mẫu súng liên thanh đầu tiên, trong đó có một số mẫu do Leonardo Vinci thiết kế. Ban đầu thì chúng gồm nhiều nòng súng được ghép song song với nhau. Đến cuối thế kỷ thứ 16, nó nhanh chóng rơi vào lãng quên do quá cồng kềnh và tốn nhiều thời gian nạp đạn. Nhờ sự xuất hiện của đạn có vỏ kim loại sản xuất hàng loạt đã tạo điều kiện cho việc chế tạo súng máy. Năm 1862 xuất hiện mẫu súng máy đầu tiên và cũng là mẫu phổ biến nhất do Richard Jordan Gatling, người Mỹ sáng chế, với tốc độ bắn khoảng 700 phát một phút. Loại súng máy này đã tạo nên một bước đột phá về hỏa lực mặt đất. Nó xuất hiện lần đầu tiên trong nội chiến Mỹ, sau đó đã chứng minh giá trị hỏa lực ghê gớm của nó trong chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha. Bây giờ mời quý vị và các bạn trở lại với chương trình Hồ Sơ X, kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, để tìm hiểu về sự ra đời và phát triển của súng máy trong bộ phim tài liệu khoa học quân sự mang tên Cỗ máy chiến tranh, súng máy ngay sau đây. Nó thay đổi diện mạo chiến tranh với những cơn bão trì. Nó có thể tiêu diệt kẻ thù ở cự ly 2 km hay ở cự ly chỉ 2 mét. Nó là loại vũ khí chủ đạo trên chiến trường hiện đại. Nhưng nó đã có lịch sử phát triển 150 năm nay. Đây là câu chuyện về súng máy. Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Hải quân 6 của Mỹ tập trung ở sa mạc Mojave. Buổi diễn tập chống Iraq này, họ sẽ tấn công tổng lực vào các hào chiến đấu của đối phương. Ba dạng súng máy chuyên dụng rất cần cho cuộc tấn công. Cả ba đều xuất hiện từ các bước đột phá trong lịch sử vũ khí. Đầu tiên, các khẩu lớn ở rìa sẽ trút đạn cỡ lớn vào đối phương. Sau đó, bộ binh sẽ tấn công dồn dập với vũ khí tự động lưu động nhẹ hơn. Và nếu cần, họ có thể dội hỏa lực hủy diệt của súng máy từ trên cao. Song hỏa lực súng máy chết người sở hữu một sự thật rất thú vị. Lần đầu nó được phát minh để cứu mạng người. Richard Jordan Gatling là một bác sĩ lành nghề, chưa từng thực hành nghề y, nhưng dành cả đời cho kỹ thuật. Năm 1861, vào các tháng đầu của cuộc nội chiến Mỹ, Gatling bị sốc bởi số người chết và bị thương quá lớn. Ngoài thương vong trên chiến trường, ông thấy nhiều người lính chết vì bệnh tật và thiếu ăn. Có thể cứu hàng ngàn mạng người chỉ với việc giảm số người dùng vũ khí. Tôi nảy ra ý tưởng tạo một cỗ máy bắn nhanh, giúp một người dùng bắn nhanh bằng 100 người. Cỗ máy mới mang tên và làm nổi danh ông, súng Gatling. Điểm mấu chốt trong phát minh của Gatling là nó có nhiều nòng, mỗi nòng có cơ chế bắn riêng. Mỗi tay quay vận hành bằng tay sẽ quay các nòng để chúng đi qua ổ đạn ở đỉnh súng.
Mỗi nòng được nạp ở vị trí 12 giờ. Khi nó chuyển tới vị trí 1 giờ, một chiếc lò xo sẽ bắn viên đạn. Sau đó nòng xuống phía dưới và vỏ đạn rỗng rơi xuống đất. Kết quả là khi một nòng bắn, các nòng khác đồng thời nạp đạn, tạo ra tốc độ bắn cực cao. Gatling hy vọng súng của ông mạnh bằng nhiều súng trường, làm giảm đáng kể số người trên chiến trường. Quân đội Mỹ thử các thiết bị diễn ra ngày sau nội chiến. Họ đang tái hiện lại quá khứ. Tại Kenosha, Wisconsin, một đội gồm 15 tay súng trường sẽ đọ với súng Gatling để so sánh tốc độ bắn. Sẵn sàng chưa? Không đâu, ta sẽ thắng nó thôi. Chúc may mắn, Dave. Luật thi rất đơn giản. Có hai mục tiêu. Bên phải của nhóm súng trường, bên trái là của súng Gatling. Bên nào bắn được nhiều phát nhất trong 60 giây được coi là thắng. Nhóm súng trường là các tay thiện xạ, nhưng tốc độ bắn của họ hạn chế do công nghệ quá khứ hạn chế. Jim Bullion giải thích. Các chiến binh nội chiến được phát 40 vỏ đạn bọc giấy. Họ phải xé vỏ đạn, đổ thuốc súng vào nòng, giữ bình tĩnh trong lúc chiến đấu nơi lửa, cho đạn vào đầu súng, thọc nó xuống, để đạn nằm chắc chắn bên dưới và chờ lệnh khai hỏa. Một chiến binh đội chiến giỏi có thể bắn 3 viên một phút nếu may mắn, nhưng sẽ rất khó khăn. Khẩu Gatling này làm đúng mẫu từ các bản thiết kế từ năm 1862. Về lý thuyết, các nòng có thể bắn ra 200 viên một phút. Nhưng Pat Kabulski chỉ có 40 viên trong mỗi ổ đạn, nên ông phải nạp lại đạn trong suốt cuộc thi. Đạn mới sẽ do con trai và cháu trai ông cung cấp, đáp ứng nhu cầu đạn liên tục của khẩu Gatling. Nó sẽ cần ít nhất 120 đến 160 viên một phút. Tôi cần chừng ấy sẽ đủ để đám hỗn tạp này gửi khói nó. Phải thử mới biết. Đúng vậy, đừng có mơ. Tôi sẽ cho mọi người thấy nó quay nhanh như thế nào. Kabulski không được quay quá nhanh làm súng quá nóng. Các phần kim loại có thể giãn nở, gây kẹt máy nghiêm trọng. Đây là điểm chính yếu đối với nhà quan sát trung lâm, trung sĩ Bob Podesta. Từng là tay súng máy thuộc lực lượng đặc nhiệm của Anh, anh hiểu độ tin cậy của vũ khí là vấn đề sống còn. Người bắn phải bắn cẩn thận và tập trung. Việc mỗi ổ đạn chỉ có 40 viên là để khi thay ổ đạn, súng sẽ được hạ nhiệt để tránh bị kẹt. Cơ chế xuất sắc của súng Gatling liệu có qua được bài kiểm tra? Các tay súng trường có mục tiêu là bia đỏ. Súng Gatling có mục tiêu là bia xanh. Giữ thẳng súng. Nạp đạn. Sẵn sàng. Khi các tay súng trường nạp lại, súng Gatling vượt lên cực nhanh. Nhưng giờ tình thế đã đảo ngược. Súng Gatling nạp lại đạn và đội súng trường bắn giúp họ đuổi kịp súng Gatling. Súng Gatling nã đạn trở lại, nhưng liệu có đủ hỏa lực để thắng nổi 15 người?
tất cả dừng bắn. Dừng bắn. Khói thuốc súng dần tàn hết. Giờ phải tính số lỗ đạn. Ai sẽ thắng? Chiến thắng thuộc về súng Gatling. 15 tay súng trường bắn được 45 lỗ đạn. Súng Gatling bắn được 110 lỗ đạn. Nó có thể thắng 40 khẩu súng trường. Súng Gatling đi vào hoạt động, được sử dụng có hiệu quả trong cuộc chiến năm 1898 giữa Tây Ban Nha và Mỹ. Nhưng trong thực chiến cam go, người vận hành súng lại là điểm yếu nhất. Thử nghiệm thì có vẻ rất ổn. Nhưng trong thực chiến, người bắn có thể bắn rất nhanh. Vì lúc đó rất bị kích động, quay quá nhanh, làm kẹt súng. Súng kẹt thì chỉ gây hại mà thôi. Thời đó, súng Gatling không được tin dùng trong thực chiến và bị xếp xó. Nhưng một loại súng mới đã ra đời. Và ý tưởng cơ bản về nó vẫn được sử dụng ngày nay. Đó là khẩu M2, còn gọi là Madus. Nó rất hiệu quả và được dùng từ những năm 50. Trong các bài tập tấn công hào, Hải quân Mỹ dùng nó để làm yếu đối phương với hỏa lực mạnh tầm xa. Không giống tiền bối súng Gatling, Madius không cần quay bằng tay. Nó tự động khai hỏa liên tục, không cần con người can thiệp từ việc đặt ngón tay vào cò. Như các súng máy hiện đại khác, Madius được tạo ra bởi một nhà phát minh tài ba khác. Ông là người tạo ra súng tự động thật sự đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ vào thời điểm đó, do mới ra đời, súng máy Gatling vẫn còn nhiều hạn chế, như là vẫn phải tiến hành các thao tác cơ bản khi sử dụng, như là nạp đạn, lên cò bấm, nên súng máy Gatling cũng không được sản xuất đại trà sau đó. Trên thực tế thì đến thế kỷ thứ 19, việc chế tạo loại súng có khả năng bắn liên thanh tự động không được coi trọng. Nhiều người tin rằng lực lượng bộ binh và kỵ binh sẽ vẫn giữ vai trò quyết định chiến thắng trong trận chiến trên đất liền. Tuy nhiên điều đó đã thay đổi khi súng máy Maxim do một nhà khoa học người Mỹ Hiram Maxim di cư sang châu Âu chế tạo ra đời hồi chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Sáng kiến của Maxim không nhằm tạo ra khả năng bắn tự động mà mục đích là để khẩu súng tự nạp đạn, qua đó tăng đáng kể tốc độ bắn. Maxim đã thay thế lực cơ tay bằng lực nảy của súng khi bắn. Theo đó thì mỗi viên đạn bắn ra sẽ tạo đủ lực để vận hành bộ máy nạp đạn và đẩy một viên mới lên buồng đạn. Nhờ đó súng máy Maxim có thể bắn với tốc độ 600 viên một phút. Việc phát minh ra loại vũ khí này được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong chiến tranh. Nó có khả năng khắc chế hoàn toàn kỵ binh và bộ binh, gây sát thương lớn trên diện rộng và có hiệu quả lớn hơn trước nhiều lần. Khẩu súng này đã chứng minh hiệu quả rất cao so với các vũ khí khác thời đó như là súng nòng xoay. Khẩu súng này là tiền đề cho việc phát triển các loại súng trường tự động và bán tự động về sau. Hiram Maxim, người kỹ sư kiệt xuất vào cuối thế kỷ 19, sánh ngang với Thomas Edison và anh em nhà Wright. Trong số nhiều phát minh của ông có bẫy chuột hay phi cơ sơ khai, lẽ ra khiến ông nổi danh nếu nó có thể bay. Vào năm 1883, ông được cấp bằng sáng chế về một loại súng tự động hoàn toàn, một phát minh xuất phát từ trải nghiệm cá nhân. Ý tưởng đến với Maxim khi tập súng trường với bạn ở Savannah, Georgia.
Súng giật mạnh làm ông đau vai và ông chán phải tự nạp đạn. Maxim chợt nghĩ tới việc dùng vấn đề giải quyết vấn đề khác. Liệu lực giật của súng có thể dùng để tự động nạp đạn? Trở lại bản vẽ thiết kế, Maxim tìm ra cách tuyệt vời để thực hiện điều đó. Các bộ phận chủ chốt là nòng và chốt. Khi súng khai hỏa, cả hai đều bị súng giật về sau. Rồi nòng lại được một lò xo đẩy tới, nhả vỏ đạn rỗng ra. Trong khi đó, chốt được lò xo khác đẩy tới, nạp và bắn viên tiếp theo. Nhờ có lực giật, súng tự nạp lại và khai hỏa, không cần tác động bên ngoài. Giờ Maxim đã tham gia ngành công nghiệp súng máy. Một người bạn đã bảo ông, nếu muốn kiếm tiền, hãy phát minh thứ gì đó giúp người châu Âu tự hại mình dễ dàng hơn. Vì vậy, Maxim đã tới London mở chiến dịch bán hàng, kết hợp thành tựu kỹ thuật với quan hệ cộng đồng rộng rãi. Một loạt các sự kiện quảng cáo hấp dẫn đã loan tin về loại súng mới ra khắp thế giới. Các nhân vật thế lực khắp nơi được mời thử loại vũ khí này. Vào các thập kỷ sau năm 1887, Hiram Maxim bán vũ khí hủy diệt mới này cho các cường quốc lớn. Rồi vào năm 1914, Anh và Pháp tiến hành chiến tranh với Đức. Phần còn lại của châu Âu và Mỹ cũng bị kéo vào cuộc chiến. Đây là cuộc chiến lớn, sau này gọi là chiến tranh thế giới thứ nhất. Hàng triệu người được huy động. Nhưng dù đã xuất hiện súng máy, đa số binh lính vẫn được đào tạo dùng súng trường và lưỡi lê. Quân đội các bên có cùng mục tiêu, băng qua vùng tranh chấp giữa các hào và tiêu diệt đối phương ngay giáp lá cà. Có vẻ lính tấn công như thế sẽ là mồi ngon cho súng Maxim. Nhưng Bob Podesta chỉ ra rằng, trong chiến đấu, mọi thứ không đơn giản như vậy. Tôi đang quan sát vùng đất không người. Có vẻ đối phương đã sẵn sàng tấn công. Đối phương trông rất lạ. Đối thủ của Podesta là tiểu đoàn gồm 250 quả bóng bay, giống đội lính đang tấn công trong Thế chiến thứ nhất. Chúng được xếp thành các hàng, mỗi quả cách nhau 200 mét. Podesta dùng chiến thuật phòng thủ rõ ràng nhất. Anh đặt khẩu Vickers ngay trực diện đối phương, ở phía kia vùng đất trống. Podesta có một băng 250 viên, dành một viên cho mỗi quả. Vấn đề là anh bắn được bao nhiêu quả. Podesta bắn trúng các quả đầu, nhưng không dễ dàng gì. Đạn chủ yếu đi qua khoảng trống giữa các quả bóng bay. Podesta phải ngắm từng quả một, mất nhiều thời giờ để điều chỉnh. Và trong trận chiến thần, đối phương sẽ đang tiến về phía anh. Tay súng máy thiện xạ chỉ bắn trúng 37 trên 250 mục tiêu. Vào ngày 1 tháng 7 năm 1916, Anh và đồng minh mở đầu trận Somme, tấn công qua một vùng cấm với 200.000 lính. Họ oanh tạc trước bằng pháo binh để phá các tuyến phòng ngự Đức. Nhưng các tay súng máy Đức trú ẩn sâu trong các bong ke rồi mới vào vị trí. Và tới giai đoạn này của cuộc chiến, họ đã xây dựng các chiến thuật súng máy cực kỳ hiệu quả. Bob
Bob Podesta giải thích vì sao việc tìm chỗ đặt súng là quyết định chiến thuật cực kỳ quan trọng. Khi quân đối phương tập hợp lại nhóm, đội súng máy chuyển tới điểm bắn mới ở phía sườn. Ta lập tức thấy ngay sự khác biệt. Các quả bóng bay nối nhau thẳng hàng, tạo ra sự tập trung mục tiêu dày hơn nhiều. Giờ ta mới thấy sức mạnh thực sự của súng máy. Kết quả thật sửng sốt. Podesta có thể bắn vài quả chỉ với một viên. Ở lần bắn này, 250 viên đã bắn nổ 240 quả. Khi súng máy nhắm vào đối phương từ phía sườn, đối phương sẽ không có lối thoát. Mục tiêu sẽ dễ dàng hơn nhiều vì đối phương như tụ lại gần nhau hơn. Bạn sẽ bắn được hơn 10 lần so với bắn trực diện. Trong Thế chiến thứ nhất, Đức có thể bảo vệ một vùng hào chỉ với hai súng máy ở hai sườn. Mỗi tay súng quét một vùng định trước, sát mức ngang nhất có thể. Khi đối phương tấn công, các tay súng không bắn ngay. Họ đợi tới khi đối phương vào vùng tiêu diệt. Vùng hỏa lực giao nhau tạo thành bức tường đạn, chỉ không qua nổi. Các súng máy ở hai sườn đã tiêu diệt rất nhiều quân Anh. Ngày đầu của trận Somme là ngày mất nhiều người nhất trong lịch sử quân đội Anh. Lính Anh đi qua làn bão đạn đan xen dày đặc từ các cặp súng máy Đức. 20.000 người đã chết. Tấn công súng máy đối phương là nhiệm vụ tự sát và Thế chiến trở thành bãi lầy đẫm máu. Tử vong do súng máy của các bên tổng cộng khoảng 5,5 triệu. Theo nhà sử học Basil Hidel Hart, các chính khách thấy mình là con rối bị Maxim kiểm soát, người đã làm tê liệt sức tấn công. Mọi nỗ lực chống lại sức mạnh hủy diệt của súng máy đều thất bại. Súng máy lớn trong Thế chiến thứ nhất rất hiệu quả và thiết kế cơ bản của chúng vẫn được dùng tới giờ. Súng M2 của Hải quân Mỹ có từ năm 1921, nhưng cơ chế giật của nòng súng có từ phát minh của Hiram Maxim. Với tốc độ 7 viên một giây, đạn cỡ lớn có thể xuyên tường. Đối phương cách xa 2 km sẽ không có chỗ trốn. Nhưng trận chiến này không phải bãi lầy Thế chiến thứ nhất. Bộ binh tiến lên, di chuyển về phía hào đối phương. Để duy trì tính lưu động, đội quân tấn công phải phối hợp bắn cho đối phương không xoay nổi. Để làm điều này, họ cần súng máy nhẹ, dễ mang, giúp lính thủy đánh bộ, bắn và di chuyển. Sau chiến tranh hào chiến thuần, những vũ khí như thế này mở ra trường mới của lịch sử súng máy. Theo quan điểm của giới quân sự thời đó, súng máy không đáng tin cậy và dễ bị kẹt, đặc biệt là với những viên đạn kém chất lượng. Hơn nữa, súng máy quá cồng kềnh. Về cơ bản, là những khẩu pháo nhỏ cần phải khiêng qua những chướng ngại vật mà bộ binh và kỵ binh có thể dễ dàng vượt qua. Đối với một chỉ huy muốn tiến quân chớp nhoáng thì súng máy lại là một gánh nặng gây phiền toái. Sau này khi nhìn lại lịch sử, chúng ta mới nhận thấy rằng súng máy là một bước phát triển mới quan trọng
làm thay đổi một cách toàn diện chiến thuật tác chiến trên chiến trường. Nhưng người ta lại không nhìn ra điều này vào thời điểm đó. Thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn phần đầu của bộ phim tài liệu quân sự Cỗ máy chiến tranh súng máy. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn cũng vào giờ này tuần sau trong chương trình Hồ sơ X của kênh VTC14.